Thành phố Thủ Dầu Một được xem là trung tâm kinh tế của tỉnh Bình Dương. Ngoài sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế công nghiệp thì nơi đây được xem là cái nôi của những làng nghề truyền thống Việt Nam. Và đây chính là sơn mài, loại hình nghệ thuật nổi bật nhất tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. Có thể thấy được những màu sắc của những sản phẩm sơn mài là rất đẹp, rất là sặc sỡ. Ngoài những sản phẩm như những hộp đựng, những chén dĩa hay những bình đựng hoa thì một sản phẩm vô cùng đặc biệt và nổi bật nhất của nghệ thuật sơn mài đó chính là tranh sơn mài. Và để tìm hiểu kỹ hơn vì làm sao có thể tạo lên được những màu sắc này, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn với các thợ, những nghệ nhân đã làm nên những sản phẩm này nhé. Đây là chú Quang Tịnh, người đang nắm giữ rất nhiều những kỷ lục Guinness về tranh sơn mài. Thì không biết là tranh sơn mài thì có bao nhiêu thể loại tranh sơn mài? Thì trong cái sơn mài hiện tại thì đây là cái loại tranh phủ mài. Tranh phủ mài? Tranh phủ mài, tranh là tranh sơn ta, truyền thống. Nó phải trên mười mấy lớp sơn, vẽ rất nhiều lớp sơn phủ lên rồi mới mài ra. Thì tùy cái độ mài của nghệ nhân mà nó khác màu. Còn thấy nhiều mài ra gàng từ từ nữa không? Dạ, còn thấy đẹp quá rồi đó. Tùy theo cái ông mài, muốn con gà này vàng thì mài nữa. Đây là cái quy trình truyền thống. Cái quy trình này thì gồm có khoảng 15 nước sơn. Mỗi lần vào công đoạn phải mài rất kỹ, xong mình lên được cái bóc. Sau khi ra cái bóc thì cái họa sĩ mới vẽ xong là mình phải phủ cái lớp một đen lên trên ta. Dạ. Rồi sau đó mới mài ra được bức tranh hoàn chỉnh. Vẽ nằm trong đây này. Dạ. Mài ra. Giờ thì tôi đã biết vì sao gọi là tranh sơn mài. Đầu tiên là sơn, là tức là vẽ ra bức tranh mình mong muốn. Sau đó mình sẽ phủ lên đấy rất là nhiều những lớp màu mà theo với cái dự tính ban đầu của mình. Sau đó mình sẽ mài nó đi, mài làm phẳng và tận dụng cái sự kết hợp ngẫu nhiên của nhiều lớp màu tạo thành cái bức tranh mình mong muốn. Cũng còn một loại mà bây giờ người ta cũng ít làm, gọi là tranh sơn, tranh cần ép khảm ốc. Nhưng mà ốc chìm, khảm ốc ở trái đó. Dạ, cái này cầm đoạn lâu hơn, khó hơn. Dạ. Tranh như tranh hình, tranh giác vàng, giác bạc. Rồi tranh vẽ một củ trăm, rồi tranh trong từ xuông. Rồi kế là tranh cẩn trứng, vỏ trứng dịch đó. Vỏ trứng. Rồi tranh trong vỏ trứng. Tranh sơn mài có rất là nhiều những nguyên liệu như tre, như vỏ chai, vỏ ốc, và vỏ trứng. Và cả những bức tranh giác vàng nữa. Cái loại này là cái sơn khắc. Sơn khắc Coromandel đó. Bình Dương. Đây là một cái đặc sản. Yeah. Cái sơn mài Bình Dương. Từ Bình Dương mới phát sinh ra cái loại bình xoa. Cũng là xem như là một cái hiện vật bảo tàng của Bình Dương. Đây là khắc xong rồi, xong bình sơn đây hả? Làm sơn xong rồi mới chạm khắc bình sơn. Yeah. Thì cái thể loại này ngày xưa thì nhiều, bây giờ là kiểu như thất truyền rồi. Cái ông này để xem như là một trong hai ông còn nghề sơn khắc ở Bình Dương. Ông này học chưa, ông khắc chưa sơn mài thành lõi. Yeah. Như giờ làm vậy, làm như làm chơi, chứ mình muốn tỉ mỉ. Có tâm mới thực sự là làm hoàn thành được. Tranh phù điêu đây là cũng là một cái thể loại của sơn này. Phù điêu? Cái loại này là người ta dùng sơn người ta đắp cao. Phù điêu để nổi. Dạ, phù điêu là nổi 3D đúng không? Đòi hỏi là tay nghề là cái nữ nhân thôi. Trải qua từng công đoạn tỉ mỉ khéo léo, mỗi bức tranh là một kiệt tác mỹ thuật được vun vén chất hồn, chất nghệ của một người nghệ nhân làm tranh. Đã có mặt từ thế kỷ thứ 17, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, làng nghề Tương Bình Hiệp vẫn nuôi giữ được bản sắc văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là một sản phẩm mỹ nghệ bình thường, đây còn là một biểu tượng sống động cho nền văn hóa dân gian Việt Nam.